cheese. Đây này, đây là em mua xương xương mấy chai cho hai chị em uống thôi. Nữ hoàng cầu kỳ sang nhà makeup artist xong rồi mang đống đồ makeup sang sợ thiếu. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mai Hương Makeup và hôm nay có một khách mời đó chính là Thương Thương. Hello mọi người. Và kênh YouTube của Thương Thương là Thương Thương đây. Thế nên là nếu mà mọi người muốn xem nhiều video về ho, Shopee, về quần áo các thứ, về những người đối nghịch với mình, đấy là người rất gầy và những người body ngon nghẻ các kiểu, thì mời mọi người ghé qua kênh của Thương Thương. Mình sẽ để thông tin kênh của Thương Thương ở bên dưới nha. Sẽ chủ đề gì thì phải giới thiệu chứ, mục đích chính giới thiệu kiểu dài. Và ngắn gọn như này là hôm nay Thương mua sang một đống đồ xương xương đấy. Và chúng mình sẽ cùng vừa ngồi làm đạo và make up. Người ta kiểu vừa ăn vừa make up nó thường rồi, nó khác rồi. Giờ này vừa make up vừa uống. Đấy, không biết là kết quả nó sẽ như thế nào. Thôi ảo thật đấy. À, đúng rồi. À, mình có cái này mọi người. Đấy. Nguy hiểm á. Tết về nhân ngày chị Hương được 100.000 sub. Bí mật vậy. Có thể phải nhắn tin cho chị Hương không? Được, vì thế chị Hương là em có cái này cho chị chứ. Cái gì lại cái gì thôi xin. Em biết vì sao? Bởi vì lần trước sang nhà Thương thì là kiểu mình bị chuốc say ấy mọi người. Thì sao? Trước khi chị Hương ở ngoài mình nghĩ chị Hương nên dựa vào tường, không thì chị Hương sẽ bị bật ngựa. Thương Thương tặng mình nước hoa các bác ạ. Bác phải làm bạn với Thương Thương thôi, thế này không được rồi. Trời ơi. Em đi mua chị xong, xong rồi em bảo ui đẹp bãi về, em phải mua khung sang. Wow. Bác đem. Ui xinh vãi, nó là một cái túi sách luôn ý. Cái này sách xinh vãi. Eo các thứ đây này, kiểu như thế này này. Em mình sắp được 100.000 follow rồi mọi người. Mọi người cũng phải lâu. Follow đi. Mua cái nọ thì sao? Tại vì là em biết chị là mới mua cái này nên là sẽ rất lâu chị sẽ mua loại khác. Tâm lý học. Hôm nay có tài trợ cho chương trình sẽ là rượu soju, vị táo, vị đào, vị táo, vị đào. À, vị đào. Xin lỗi mọi người. Xin lỗi. Thêm một cái mặt trước đi. Ừ. Đây mọi người ạ. Chúng ta có rượu mơ. Lần đầu tiên rót rượu, run quá. Sao chị rót em nhiều thế? Tình cảm phong đầy. Này bà. Cheers. Ngon vậy. Ngon đúng không? Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu công cuộc make up mọi người ạ. Ok. Thế bây giờ phải kiểu make xong một cái bước nào đấy thì phải uống. Ừ, ok, chắc mọi người đang thắc mắc là vì sao chúng mình quen nhau đấy. Ừ. Chúng mình quen nhau qua Kiều Trinh. Kiều Trinh xem video này kiểu tao tức á. Phải. Bảo với Kiều Trinh là em ơi collab đi. Vâng, nhưng em bận lắm. Mà Kiều Trinh nếu mà collab cũng không được, Kiều Trinh đâu biết uống rượu. À ừ đúng. Thì có một hôm mình với cả Kiều Trinh hẹn nhau đi cà phê. Xong rồi Kiều Trinh bảo chị ơi, chị Thương Thương đi cùng nhé. Mình đang đeo một đôi lens của Nội Địa Chung này. Thương Thương vừa mới làm xong video về Hoa Lens. Nếu mà bạn nam nào mà đang xem video này thì mong các bạn bỏ ý định đi. Thương Thương lấy chồng rồi. Mình có chồng rồi. Hoa này là có chủ rồi. Bông hoa đó không phải của anh. May quá mà nhà Thương Thương hay gần nhà mình ấy mọi người. Lần trước sang nhà Thương Thương ăn nướng. Thương Thương nấu ăn rất giỏi mọi người ạ. Nữ gia đình ấy cứ kiểu bị ngại ấy. Ngon lắm đấy. Xin lỗi. Tối nay mình sẽ nhìn ổ không lần nào gặp em chị ngủ ngon. Ấn phủ. Nào, mình dùng kem make. Em dùng gì nào? Kia. Hôm qua là buổi cuối được ra đường ấy. Chị chả thèm ra chị ở nhà luôn. Em đã ra được đốt hôm qua. Thấy ảnh rồi, chụp rồi. Em xinh. Quên. Thế thôi, không phải che nữa. Chị là một con người không hề cầu kỳ. Em bảo bu à tí sang đón em đưa đây. Tất nhiên, không say thì cũng phải đón. Bu à chồng của Thương mọi người ạ. Mình bảo chị Thương là hôm nay mình có một nỗi sợ. Chính là sợ phải giả vờ say. Ok. Kiểu cũng muốn tỏ lắm nhưng mà mình là con người rất là yếu đuối. Đấy. Chúng mình chưa bao giờ yếu đuối. Trời ơi, không cần đánh má hồng luôn. Skip qua bước má hồng luôn. Mặt chị đỏ rất nhanh. Mọi người sẽ được thấy trông chị Hương díu. Kẻ lông mày trước đi em ạ. Không có tí là tay run không kẻ được đâu. Chị em mình còn kẻ mắt. Đúng. À, chị bắt đầu thấy nó hơi run run nóng nóng rồi đấy. Warm up rồi mọi người. Thật ra ấy là ngày trước chị cũng đã nghĩ một cái video là sẽ vừa uống rượu
vừa make up nhưng chị không tìm được một ai xung quanh chị uống rượu. Chị Mí không biết uống rượu. Mình với chị Hương có một số điểm chung khá giống nhau, là cùng thiên yết này, bọn đỏ mặt thế này, tính cũng kiểu hơi tương tự giống nhau một tí. Thực ra ngay từ hôm đầu gặp là chị đã nghĩ là chắc là hợp rồi, nhưng mà mình hiền hơn chị Hương, anh đá hơn một tí. Chị Hương đắp bồ thiên yết mọi người ạ. Moon sai của mình là thiên yết nha. Em cảm thấy mày kiểu tay em kiểu hơi run đấy. Chị cũng vậy đấy, rồi ơi. Mọi thứ nó đang chậm chậm dần, mắt hơi mờ lên này. Đây kiểu cảm thấy kiểu kẻ mấy đường mà kiểu nó vẫn không nét. Sao chị nét nhanh đấy? Mỗi một bên lông mày một lần mới à? À mọi người ơi, mọi người nhớ là nếu mà có uống rượu thì đừng lái xe. Ồ, không được nha mọi người. Mình uống rượu thì nó quay video rồi xong mình ngủ há cả mồm đây này. Cái video để giải trí, cái dính giá này thôi. Khó khăn thôi. Kể cả bây giờ mọi người cũng đâu có ra đường đâu. Cả Sài Gòn, cả Hà Nội đều đang hạn chế ra đường rồi. Nói chung chúng ta hãy sống và tuân thủ theo pháp luật mọi người ạ. Kiểu như người ta ngày xưa bị chân minh thì nhiều bạn thấy kiểu rất là chửi lại các thứ á. Thế mà mình kiểu cười trừ thôi mọi người. Xong rồi mình cảm thấy là kiểu mình bị ngu ấy, sao mình không phản kháng lại. À, phải thấy body shaming không? Chứ chỉ bị body shaming ở trên YouTube em ạ. Video ho Shopee á, đó, mình làm. Thế là kiểu một bạn vào comment là mặc bộ nào cũng xấu, đà béo. Nhất là cái bộ váy xanh hở lưng. Lúc ấy chị chửi luôn ý. Sao người xái thì mình ơi xái rồi. Còn chị đã bị phạt rồi đấy. Sao ngày thứ hai thì okay. Tự mình đưa ra luật mà lại không nhớ. Nhưng mà vấn đề tệ vừa lờ. Nó quên tay. Em kể mãi không xong luôn ý. Ok. Xưa ấy, đã có một lần. Cái hồi chị mới bắt đầu đi làm make up. Không, cũng làm được 1 năm rồi. Hồi chị đi club thôi mà. Mặt đỏ rồi nè. Em cần đỏ quá mà không đỏ ấy. Ok. Chị đi club đến 4 giờ sáng. Và 4 rưỡi chị có một lịch make up. Em yên tâm mà chị vẫn make đầy đủ đẹp đẽ luôn nhá. Có khi còn bay hơn cả bình thường luôn. Thật riêng cái gì chứ make up thì chị tự tin lắm. Tập trung quá nhỉ, im lặng đấy. Kiểu tâm trạng của nó thì trầm có một tí ấy. Trầm xuống á? Sao mà em trầm? Chị chưa thấy em trầm. Ở bên cạnh Thương hiểu rất là vui mọi người ạ. Mình rất là hết mình luôn mọi người ạ. Ừ, vui cực. Chơi thì sẽ phải rất là hết mình. Hôm nay em đi mua nước hoa chị xong chồng em chứ. Làm bạn với vợ mình sướng thật. Mình thì không có một lọ nước hoa nào mà bạn không nhận. Ngày nào cũng thủ mình sang chị ơi sao ăn lẩu. Em nấu lẩu ngon lắm. Không hiểu là làm YouTube. Nhưng mọi người ơi, không hiểu là làm YouTube có đủ tiền đi siêu thị không? Mọi người ơi, mình nhắn thì thôi nhưng mà toàn xin đi nhắn mình thôi. mình đến mình từ comment cho đến kiểu Instagram mọi người. Mọi người có biết một cái kiểu người ấy tức là đọc xong rồi quên luôn nghĩ là mình trả lời rồi không? Đấy, mình suốt ngày bị như thế thôi. Thường những người xung quanh chị cũng vào cũng kiểu quen với cái việc đấy của chị rồi. Kiểu biết tính chị. Thế rồi đấy, ừ. Mà chị giao tiếp ở trên mạng xã hội không giỏi. Giao tiếp ở ngoài thì ok hơn. Thật, thề, xin thề. Trời ơi, mặt mình không cần mình khôi luôn. Mặt chị đỏ luôn ấy. Ok. Tưởng gái đôi mươi. Thế tiếp nào. Người ta già rồi. Đôi mươi thì 30 em rồi. Em vẫn chưa kể xong lại lông xe bên đây. Em của ta. Em kể đi. Em cảm giác. Em kể đi nào. Em cảm giác mọi thứ của em nó cứ bị chậm lại. Mắt chị bắt đầu mờ rồi. Không phải chị em mình lại làm video make up không gương không? Chơi không? Chơi. Em thể loại gì cũng được. Chơi. Được, hôm nào chị sang nhà em làm make up không gương. Được. Hợp lý không? Người nó mất một từ nãy giờ. Sao mọi người nhà của mình nhưng mà mặc áo vest. Mặc áo blazer ở ngoài không hiểu luôn. Thế bình thường là nếu mà quay video em tự make? Vâng, em make đơn giản lắm, em không có make cầu kỳ á. Này nhá, em cảm thấy cái đôi tay của em nó có kiểu bị run run đi. Nó chậm dần đúng không? Nào, chị... Chị Hương á, một khi mà chị hai ấy, chị rất là kiểu bùng dễ bùng ngủ. Còn em... Sao em biết vậy? Tâm lý học, chị ơi, nhà tâm lý học. Ok. Chị bắt đầu thở hắt ra rồi mọi người ạ. Mặt em còn không đỏ luôn, nhưng mặt chị đỏ ấy. Em phải sợ là em phải giả vờ say. Ok, em giỏi lắm. Thích nào em rủ đi chơi cái trò này. Em dùng bảng mắt nào đây? Em dùng bảng của GC. Chị dùng bảng của Caslin. Em dùng một tí rồi, đánh mắt ấy. Ừ, chị đánh nhẹ nhàng thôi. Đánh làm sao được bây giờ nữa. Nó chậm lắm rồi mọi người ạ. Không, chị nhớ đến cảm giác mấy năm trước lúc chị say chị đi make up thật sự luôn ấy. Chị vẫn kẻ mắt các thứ rất là chuẩn chỉ luôn. Nhưng mà hôm nay chị có uống nhiều không? 4 giờ sáng em. Nhưng mà 4 giờ sáng một ly chị cũng có thể uống được 4 không, ly. Uống rất nhiều. À, mình với con bạn thân của mình đi ra quán uống. Xong rồi bọn mình uống lại chỉ còn hai bọn mình thôi. Xong rồi mình có hỏi cái anh pha chế, cái anh phục vụ đấy là anh ơi, quán khi nào đóng cửa? Đấy là anh ấy bảo là chứ em sẽ mở đến khi nào mà hai chị không uống nữa, hai chị về thôi. Xong đến là tầm khoảng 2-3 giờ sáng, chị ơi em phải đóng cửa rồi. Trời ơi, đúng là mình không chơi lại được với Thương rồi. Mình chơi lại với gái hoa mình. Ui à! Vẫn chưa là gì so với một số đứa lớp em đâu, chúng nó uống kinh lắm. Nhưng mà thực sự là chị uống cocktail và hai cốc của chị cũng đã say rồi. Thế á? Ừ, em uống được 5 cốc. Tôi không nên nhận lời tham gia cái chương trình này. Kinh lắm, lúc mới đầu mình tưởng kiểu, ui chơi. Cái việc, cái quay cuối tuần này luôn. Các thứ, xong rồi đấy, mình nhắn cho chị ấy là chị ơi nào quay. Xong xin không ghét đúng không? Không
story khác vẫn trả lời mình, ghét mình kiểu một quên không hiểu. Đừng nói lý lẽ với cả Thương Thương, chị công nhận là bọn Thiên Yết là thế mà. Từ kiểu vô lý cãi cũng thành có lý luôn. Không, bây giờ kể cả có vô lý chăng nữa chỉ cần to mồm mà được. Em có hay bị cục xúc lên không? Em có, em bảo rồi, thế hỏi em vẫn hay kiểu máu chó ấy. Chị cũng vậy đấy. Em kiểu tâu mai vẫn không xong một cái màu này luôn ấy. Này nhanh, chị chuyển sang cái khác rồi như này. Đây là một thực sự khung cảnh rất real của mình mỗi lần mình đi club. Vì mỗi lần đi club là mình kiểu lồng lộn vãi trưởng luôn. Mình xin thề mọi người, nhũ kiểu nhấp nhánh kiểu khắp nơi trên mặt ấy. Tối phải nhiều nhũ chứ. Ừ, nhưng mà đi club với cả hội con gái rất vui. Ừ, chuẩn. Ừ. Chúng ta cùng đến với bước gì thì kẻ mắt nhá. Chưa, em đã nhấn cho mắt. Em nhấn đi nào. Em cần một chút người em, chờ sau một tí. Okay. Mình cái gì em phải rơi cho mọi người, mọi người biết dùng, em dùng cái gì chứ. Rồi, em nghĩ cái video này mọi người sẽ không chú ý makeup. Đúng. Không, nhưng mọi người hãy để cho chúng mình có một lý do để chúng mình có một lý do đi nào. Chúng ta chỉ cần makeup và vui thôi. Đúng, mưa tính nhanh đi, nó sẽ không kẻ mắt. Ui, sắp hết một chai rồi mọi người. Mà chị thấy em cũng ít collab với cả mọi người. Không, hiện nay nó là một ngày. Yo. Một video này không hề cười. Một cười. Video rất healthy. Uống nước ép mơ. Nước ép mơ lên men. Kem mi nha mọi người. Mình dùng kem mi của Shiseido. Em dùng của Su. Sao chị biết? Nhìn trắng trắng là biết thôi. Kem mi cẩn thận nha. Em mà không nhìn thấy cái mi của em đâu luôn. Chị đã quen như một thói quen em ạ. Đây, ngửa cái tay ra. Đấy, như thế thì mới cao. Chị dạy em gắn mi giả đi, em chưa biết gắn mi giả. Bây giờ gắn. Không biết mọi người sẽ đón nhận cái video này như thế nào. Mọi người ơi, trong tâm thế vui vẻ nhá. Mọi người đừng lên án chúng mình. Chúng mình cũng là những người rất bình thường, cũng thích vui vẻ với bạn bè, thích làm mấy trò hề hước. Thế nên đừng đánh giá chúng mình chỉ qua một cái video này. Bởi vì chúng mình không hề biết uống rượu. Không hề biết uống rượu luôn. Bảo uống rượu giận liền. Đến mascara nhá. Ngày xưa bởi vì là không hay uống lắm. Ngày xưa không hay uống lắm, mỗi ngày chỉ mấy chai thôi. Không, ngày xưa em uống bia. Ngày xưa em uống bia. What? Mascara nha mọi người. Lemonade. Romaine. Nào, hít thở nào. Ôi kiểu chút mascara trong mắt mình đỡ buồn hẳn luôn nhỉ. Ừ. Trông tỉnh táo hẳn luôn. Đúng không? Nhưng thực sự không tỉnh đâu mọi người. Phải tỉnh. Em yên tâm là tí nữa em có thể tự về không sao, bởi vì xuống không cần thẻ. Chị có thể nằm vật ra luôn được. Chút lâu đến mức của mascara này khô đi. Ừ. Mà vẫn chưa chút xong. Bảo khuyên mọi người không nên uống rượu khi làm gì. Chị mọi người chỉ nên uống rượu khi đi date hoặc là khi trước khi đi ngủ. Ai nó lì quá mọi người. Lau đi không có nổi luôn á. Ôi dồi ôi, mãi mới đi xong một bên mắt. Phải em đấy chứ. Em kiểu em đã cũng rất là kiểu nhẹ tay rồi. Ôi sao chị có thể làm được mi kiểu cong đấy. Em kiểu cong kiểu nó tê tê tơi nhờ. Đấy là lý do người ta mới cần học make up đấy, hiểu chưa? Ý là kiểu con điện. Ba say chưa hề trai. Ôi dồi ôi. Nào, chuẩn bị đến bước kể lời mình mắt nào mọi người. Bước này mới bắt đầu quan trọng nên nào nốt em ơi. Mang ra đến 4 chai rượu không hiểu mà để ai uống nữa, 5 chai rượu. Chắc là để con muối và con tô uống với nhau đây mà. Đấy. Black room. Phải chọn chảy nâu bởi chị sợ lên lắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình để mắt thấy khó thế này. Mãi nó không vào cái mí luôn đi. Tại vì chị thấy trên mặt chị có hẳn 4 mắt rồi. Mày ảo thật đấy. Xong một bên. Wow. Giỏi. Em ơi, một bên thôi, còn bên này mới quan trọng này. Wow, kiểu em kiểu feel xong kiểu em vẽ kiểu nó bay hơn ý. Thế á, mệt quá rồi. Càng sửa càng sai chứ. Ừ, xong rồi. Thôi nhưng mà mình đã qua được cái bước khó nhất là bước kẻ mắt rồi. Đúng không? Tại sao mắt chị to thế? Mắt chị to thì nhìn em nhìn rõ hơn. Wow. Hãng này tài trợ mà. Thôi được rồi. Hãng này tài trợ mà lại không uống. Thế mà chị ấy còn định dùng mình uống cả cũng ok ấy mọi người. Thực ra chị không thích uống soju lắm đâu ấy. Nào, chúng ta cùng đến với bước nhũ mắt. Tính ra makeup của chị em mình hôm nay đơn giản. Thế là do lúc mình say mình nhìn ai cũng xinh hết rồi. Bình thường em sẽ còn kẻ ở trong khóe mắt của em kiểu cơ. Trong kẻ ở mi dưới các thứ cơ. Vậy mình sẽ dùng bằng mắt của Novo. Sẽ dùng ba loại nhũ. Ôi trời ơi. Một cái của 3C, một cái của Clio, một cái của lắm thật sự đấy. Tặng được đồ mà sang đây đúng rồi. House. Chúng ta hãy sống vui vẻ và đơn giản, tận hưởng cái gì mình có. Mặc dù mình cũng không có gì. Rồi, xong nhũ mắt rát nha. Ok. Sao làm nhũ mắt vậy bà? Nhưng mà ngày xưa em tóc dài đúng không? Vâng. Xong tại sao cắt? Vì em thích. Tưởng có một lý do gì đấy. Ngày xưa chị thất tình, chị cắt tóc từ đấy trở đi rồi chị. Kể cả có thất tình vờ lờ chị cũng không bao giờ cắt tóc nữa. Nào. Chị đau vai quá. Chúng ta cùng đến với bước tạo khối nha mọi người. Bước thi đại học, nhưng mà mọi người thi xong rồi. Benefit đôi đi mình với nhau nhé. À chị bị OCD đấy mọi người. OCD là gì? OCD là một cái bệnh mà kiểu phải sắp xếp mọi thứ vuông vức. Nó lệch một tí thôi chị khó chịu luôn. Của em là size to, của chị là size mini mà chị dùng gần hết rồi.
mặt chị đỏ lắm luôn ấy. Đúng, chị biết chị là một người uống rượu rất đỏ mặt luôn. Chúng mình bắt đầu nói chuyện chậm lại rồi đấy mọi người. À. Chúng ta cùng đến với bước má hồng bớt đỏ nào. Đánh lên. Mong là mọi người đừng nhận xét là lúc mình uống rượu xinh hơn, không từ đấy trở đi mình ngày nào cũng uống rượu. Em tỉnh mà. Em tỉnh. Thì nữa em sẽ là người dẫn chị về. À đây là nhà chị mà. À đây là nhà chị mà. Oh my god. Wow. À còn son với cả highlight nữa thôi. Chuẩn. U thế mà cũng gần xong luôn. Ừ. Nào son, em chọn son gì đấy? Em chưa biết luôn, em mang hơi bị nhỏ son. Chị dùng màu, đợt này chị đang thích cái son bóng này của Perfect Diary, màu 104. Mình thấy mọi người, nếu mà mọi người đi date thì mọi người sẽ uống rượu, mọi người sẽ thấy người đối diện mình đẹp trai hơn rất nhiều. Nhưng mà em thấy kiểu bọn con trai thấy bọn con gái kiểu sai kiểu rất là đáng yêu ấy. Không, em bảo chị sai không hề đáng yêu một dạo nào. Mỗi lần chị đi club là chị không còn là chị nữa. Thề, xin thề. Chị hết mình luôn. Chị hết mình luôn. Đi với bạn bè không bao giờ kiểu phải suy nghĩ. Mình là kiểu chip người YOLO ấy mọi người. Làm kiểu hết sức chơi hết mình ấy. Chị dùng màu DT11 của Merzy nữa. Chưa đến hết chai thứ 2. Ừ, chưa hết chai thứ 2 luôn. 3 chai vẫn đang đợi. Ừ. Thôi để lần sau sang make up không gương. Vừa không gương vừa uống rượu nhá. Cái nhũ chị nó đẹp đấy luôn ấy. Chị có gói đấy. Ui, chị có bảng này xinh á. Natasha Denova mọi người ạ. Em là kiểu chơi nửa vời nhưng... À quên nhập, làm nửa vời nhưng chơi hết sức. Hết sức. À chị phải kèm tóc giả cho em. Mình thì đã không uống bằng nó rồi. Nhưng nó lại bắt mình kẹp tóc giả. Xịt đi. Mặt chị nó như kiểu đi không cần make up. Không hề say, không hề say nha mọi người. 3, 4, 5. Chèn cuối đi. Chèn cuối nhá. Mất công mang sang đây rất nhiều. Em cứ nghĩ là em với chị sẽ uống rất nhiều luôn. Chị không nghĩ là uống nhiều đâu, bởi vì chị biết tiêu lượng của chị mà. Đừng bê bết đi chị em mình. Nào. Make up này mà không fail nó là chị em mình đã rất là tình. Đúng. Rồi. Video đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và mọi người nhớ đón chờ video tiếp theo make up không gương của chúng mình. Nhân một ngày mình sang nhà Thương Thương chơi. Ok. Mọi người đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của mình cũng như của Thương Thương đây. Và follow chúng mình trên Instagram My Hương Make Up. Chị không biết đọc cái Insta của em ạ. Shang HN. Mặc dù ngày xưa mình học tiếng Trung rồi. Ok, bye bye. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người trong video sau.